vị và các bạn, cách thành phố Tam Kỳ khoảng 1 km về phía đông, bãi sải sông Đầm là chứng nhân cho những chiến công hiển hách của nhân dân các xã vùng đông Tam Kỳ trong hai cuộc kháng chiến. Cho đến nay, vùng sông nước này vẫn giữ nguyên nét hoang sơ. Đến tham quan tại bãi sải sông Đầm vào thời điểm này, du khách không chỉ tìm hiểu về lịch sử vùng đất nơi này mà còn được trải nghiệm một hệ sinh thái vô cùng hấp dẫn. Bãi sải sông Đầm tọa lạc tại phường An Phú và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, được hình thành từ thời xa xưa với diện tích tự nhiên khoảng 180 hectare, trong đó diện tích bãi sải chiếm hơn 40 hectare, mực nước sâu trung bình 1,6 mét. Do địa hình phức tạp, lau sải phủ kín nên khi muốn vào bên trong bãi sải phải là người am hiểu và thông thạo địa hình dẫn lối. Phương tiện chính để khám phá bãi sải là những chiếc ghe nhỏ mang theo lối mòn vào bên trong. Hôm nay anh Lê Minh Hải, cán bộ mặt trận phường An Phú, thành phố Tam Kỳ là người hướng dẫn chúng tôi. Khi trời vừa hửng nắng, ánh bình minh rọi xuống nơi đây đã khiến bãi sải như cô gái thiếu nữ vừa thức giấc với vẻ đẹp hoang sơ và huyền ảo. Buổi sáng sớm cũng là lúc người dân nơi đây khoe những thành quả lao động sau một đêm giăng lưới. Trong là về hấp dẫn thì chắc chắn là bình minh. Bình minh thì rất là đẹp. Và cái phong cảnh rất là hoang sơ, gắn liền với cái cuộc sống của con người. Thì mình cũng thuộc cái dạng tóm ít, cho nên thì khi mình sinh ra và lớn lên thì đã qua cái giai đoạn kháng chiến. Thì đây là một vùng đất là nuôi sống trên 50 hộ của nhân dân Đông An. Sông dưới này là chứa rất là nhiều tôm cá để và nhân dân ở Đông An và một phần ở của nhân dân Vĩnh Bình, Tam Thăng thì đánh bắt ở khai thác ở khu vực này. Trong hành trình khám phá bãi sải sông Đầm, chúng tôi may mắn được gặp ông Lê Ngọc Anh, người có nhiều năm sinh sống và đánh bắt cá trên sông Đầm. Ông cũng là người từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và chứng kiến không ít lần người dân và du kích ẩn mình trong bãi sải để tránh những trận càn của địch. Hòa bình lặp lại, ông tiếp tục mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá trên dòng sông này. Hồi nữa là cái sao dân họ ra họ mới trốn ở ngoài này nè. Trốn ngoài này cái rồi có xe với là tàu gỗ đó. Mà nhưng chủ yếu là xe. Mà xe thiển ra không được. Cùng tàu thiển bay ra thì du kích với là cơ sở của tôi đó. Thì rút hết xuống cỏ. Thì điều này hồi đó là cũng cái bãi sải sông Đầm này á, là cũng hết sức là che chở cho cách mạng hết sức là nhiều. Do đó mà cái thiệt hại là thì cũng hết sức là ít. Do đó mà cái hoạt động của cơ sở thì cũng nhờ cái bãi sải này thôi. Chứ cùng ngồi ra là bãi sải nó không có thì nói chung là cũng không hoạt động được cái gì. Đậu cũng tốt thì anh kỳ phú này cũng thỏa tay thôi. Tôi là hồi còn nhỏ thì ở nhà thì cũng chủ yếu là sống vì có với chim. Hồi nãy là tôi ở nhà thì chưa đi thì ở nhà chủ yếu mấy ngày đó. Rồi đi với ông giò. Do đó mà sau này thì cái chim mới có này nó ít đi đó. Là bởi vì ở cái chỗ là cái sải nó không còn. Trâu đuổng ro cũng phó nhiều quá. Do đó mà chim thiện đi. Mà có thì nước cộn đục là hắn cũng đi. Do đó cái mâu sinh hiện nay cũng thấy có khang chỗ nấy. Chứ hồi trước thì có cái chim đều rất nhiều. Các anh đi ro thế này các anh thấy ba rất nhiều. Nó cũng trừ thì so với trước là hắn sụt cũng hết tốn 9%. Về với bãi sải sông Đầm thành phố Tam Kỳ, quý vị có thể tránh xa những ồn ào tấp nập
Và cách trung tâm thành phố Tam Kỳ khoảng 1 km, chúng ta có thể đi cùng với gia đình, bạn bè, người thân đến bãi sải sông Đầm để cùng thư giãn, hòa mình trong không khí tiết trời như thế này nhé. Đến với bãi sải sông Đầm, du khách còn được chứng kiến nhiều loài chim về đây trú ngụ và tìm mồi. Lướt ghe trên mặt nước yên tĩnh được trang điểm với nhiều hoa súng. Ngắm từng đàn chim bay đi trên mênh mông của sông nước khiến không ít du khách liên tưởng đến vùng tràm chim của Đồng Tháp 10. Không gian khẽ xao động rồi trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Đây cũng là nơi để nhiều tay máy ảnh săn tìm những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên. Đã vào cuối hạ, bãi sải sông Đầm cũng rộ mùa sang nở. Với vẻ đẹp tinh khiết giữa mênh mông sông nước, bãi sải mùa này như giao hòa cùng trời đất với vẻ đẹp bình dị yên ả, khiến nhiều du khách cảm thấy vô cùng thích thú. Không ít người con xứ Quảng xa quê nay quay về bãi sải sông Đầm cảm thấy vô cùng ấn tượng bởi không gian nơi đây khá yên tĩnh. Lướt thuyền lan lỏi qua những lối mòn giữa bãi sải sông Đầm, không ít du khách cảm thấy bồi hồi nhớ lại tuổi thơ của chính mình. Công việc hàng ngày thì mình nó cũng áp lực, nhiều lúc nó cũng nặng, rất là nặng nề. Nhưng mà khi mình đi ra dạy cái yếu tâm hồn mà rất là nó bay bổng, rất là yêu đời, yêu thiên nhiên. Buổi sáng anh đi, anh cảm nhận buổi sáng anh thấy rất là đẹp, nhất cái mặt trời mới mọc. Anh cũng đã đi nhiều nơi như miền Tây, sông nước miền Tây, thì cảm nhận của anh về bãi sải sông Đầm có khác nhiều không anh? Khác rất là nhiều. Miền Tây thực ra nó không có một cái thiên nhiên mà được như vậy. Nhất là đây là một cái đầm, còn miền Tây là miền giống như sông, sông nước. Nước chảy rất là nước, chủ yếu là nước thôi chứ không có thiên nhiên được nhiều vậy. Anh thấy đây có thể đầu tư du lịch được. Thứ nhất là trên gần cây này mình có thể đầu tư những cái homestay kia, rồi để đưa khách du lịch đi vòng vòng tham quan. Nơi này rất là đẹp và tuyệt vời. Sang trọng như hoa sen, hoa súng như bãi sải sông Đầm cũng đủ sức níu chân nhiều du khách. Sức sống mãnh liệt của loài thủy mộc này được thể hiện qua khả năng vượt nước. Khi nước lên đến đâu thì lá và thân cọng vươn dài đến đó. Cây súng thích nghi với thiên nhiên và vượt qua khó khăn như ý chí của chính người dân nơi đây. Thân hoa súng cũng là món ăn ngon nếu biết cách chế biến. Hoa súng mình có thể ăn được không anh? Được, người dân ở đây thì họ thường đem về các khúc muối để kho cá hoặc là dùng để trộn gỏi rất là ngon. Họ lọc ra như thế này, họ bẻ khúc ra giống như tàu mông thế. Và chảy rồi. Đây thì cán ăn nó chắc chắc được chưa? Để cho em. Khá là ngon. Đến với bãi sải sông Đầm thì có một số vùng là có hoa súng này. Ngoài cái việc mà anh chị em có thể chụp hình và selfie và có thể là dùng để chế độ được món ăn. Nếu như mà đưa vào tour du lịch thì có thể là trang bị trên những chiếc ga, chiếc xuồng là những bếp go mini hoặc bếp cồn để là trực tiếp
có thể là khai thác ở dưới sông này những cái món dân dã của địa phương. Vẻ đẹp hoang sơ của bãi sải sông Đầm được tạo nên bởi nhiều yếu tố như hệ thủy sinh, hệ sinh thái mặt trời, hệ sinh thái trên bờ với hệ thực vật phong phú đa dạng. Mới đây, một đàn gò nhạn, loài chim thuộc diện nguy cấp có tên trong sách đỏ Việt Nam với hàng trăm con đã rủ nhau về đây cư trú. Đây được xem là điểm nhấn mới thu hút khách đến với điểm du lịch này, đồng thời là tín hiệu vui mở ra cho ngành du lịch thành phố Tam Kỳ. Giờ đây, khi du khách đến với thành phố Tam Kỳ, không chỉ được tham quan quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, di tích lịch sử địa đạo Kỳ Anh, bãi biển Tam Thanh, mà còn có những giây phút hòa mình vào không khí làng quê, khung cảnh sông nước thơ mộng và nét sinh hoạt của làng chài để lắng lòng, thư thái khi thả mình trên những con thuyền nhỏ giữa mênh mông bãi sải sông Đầm. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng trong tương lai gần, một tour du lịch bãi sải sông Đầm kết nối với làng chiếu cói Tam Thanh, địa đạo Kỳ Anh, khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, làng bích họa Tam Thanh được mở ra để du khách có dịp được thưởng ngoạn thiên nhiên, sông nước hữu tình khi đến với thành phố Tam Kỳ xinh đẹp. Đến đây thì chương trình Kiến thức cuộc sống xin nói lời chào tạm biệt. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Một thông tin liên hệ gửi về Phòng Văn nghệ và Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, 58 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ hoặc email kiến thức cuộc sống a@qrt.com.vn. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.